Cùng chung nỗi niềm tưởng nhớ những người đã nằm xuống vì COVID-19, nhà thờ Washington National Cathedral ở thủ đô Washington, DC đã đánh 1.000 tiếng chuông để tưởng nhớ những người đã mất vì COVID-19. Mỗi tiếng chuông đại diện cho 1.000 người Mỹ tử vong vì căn bệnh này. Randolph Marshall Hollerith, người đứng đầu nhà thờ, phát biểu trước khi hội chuông vang lên Hôm 10 tháng 5, chúng ta đạt đến một cột mốc bi thảm của đất nước, một triệu người Mỹ đã chết vì hậu quả của COVID-19. Ngày 9 tháng 5, Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ có lễ kỷ niệm cột mốc một triệu người chết do COVID-19 của đất nước. Trước đây, tại thời điểm Mỹ có nửa triệu người chết do COVID-19 vào tháng 2 năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden lưu ý rằng đây là thiệt hại nặng nề hơn cả chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh ở Việt Nam cộng lại. Trong vài tuần qua, do quy định về khẩu trang đã được dỡ bỏ, việc đeo hay không đeo khẩu trang tùy thuộc vào lựa chọn của người dân. Mỹ bắt đầu có sự gia tăng về số ca nhiễm hàng ngày, tuy nhiên, số người chết liên quan đến COVID-19 đã chậm lại trong những tháng gần đây các cơ quan y tế toàn cầu và chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực để đưa các xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và thuốc trị COVID-19 đến các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Mong rằng những hồi chuông này sẽ khiến mỗi người trân trọng hơn cuộc sống. Hơn hết hãy cùng cầu nguyện để chúng ta cùng vững vàng vượt qua COVID-19.